Vai vai ô nó bắn kìa, trời ơi. Ui, bọn này nó cấy tốc tướng, nó đánh ghê quá mọi người. Kỹ năng quá ta. Game dạo này khó quá, 16 sao còn có 5 sao. Được em ơi. Em farm tí. Nó ăn rồng. Holy dragon has been defeated. Upon the air. Lily với Illum của nó trên này này. Ultimate. No matter how many there are, I will rút lui. Tập hợp. Em hết bố chiêu rồi chị đi ạ. Đép thôi, team nó nhiều tiền quá, team mình có mỗi Luka là ngang tiền với bên nó. Thọt quá trời. Còn 9k tiền. Ôi em ơi, cẩn thận này, đông à. Không có Lily với Illum đằng sau con AD nó không đi mình đâu. Mấy chơi game gì em hỗ trợ 9 mạng thế này, chả được mạng nào vậy. Được, được, Vedet ra đây. Đoàn Văn Tùng, chưa ngủ à nha. Em chưa. Để mình ăn bùa cho. How many there are, I will burn them all. Your team has destroyed a tower. Chiều cuối chưa hồi. Chiều cuối chưa hồi. Đoàn Văn Tùng, anh ngủ đây. Hey, bye bye. Your team has destroyed a tower. What is mortal peril to me? Ôi em ơi. Nó giết được con Lily, con Vai ô bắn đâu vậy? Đoàn Văn Tùng vẫn dạ dày hành khó ngủ. Em đang đau lưng. Gì gì? Nice assist. Your tower has been destroyed.